mình đang thu hoạch trùng huyết nha các bạn. Hút xả, hút xả, hút xả. Cái hồ này mình chỉ để bùn thôi chứ cái gì, thì mấy con mũi đỏ nó sẽ đẻ vô. Mình để một ít đất ở dưới, nó nước ao nước cá cũng được. Thì cái nuôi cái con trùng huyết này thì nó phải tùy theo cái khu vực mình sống, là cái địa phương mình, là cái vùng đất mình nó có con mũi đỏ hay không. Con mũi đỏ đó thì nó đẻ trứng vô thì sẽ ra cái con trùng huyết như vậy đó. Chỉ có như vậy thì quy mô mình cũng nhỏ thôi, chỉ có dài cái thùng cho nên là trùng huyết nó cũng không có nhiều lắm, đủ dài cho cái con giống mình ăn cho nó sung thôi, chứ bình thường mình cũng cho nó ăn là thức ăn viên hết. Cảnh trùng huyết cho mấy bạn coi. Mấy con trùng huyết thì mình vớt thì mình vớt hết nha, không có cần chừa giống nha các bạn. Tại vì nó là do con mũi nó đẻ ra, con mũi đỏ nó đẻ ra, chứ không phải là nó tự đẻ ra như vậy. Nó chỉ là một cái giai đoạn thôi, giống như lăng quăng vậy thôi. Vớt mình cứ vớt thoải mái. Sơ sơ thôi chứ không được nhiều, được vài như con cá giống ăn thôi. Rồi tiếp theo mình sẽ đi vệ sinh rửa con trùng huyết này cho mấy con cá ăn.